Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bộ Đài Gaming. Và lại là tiếp tục review nhân vật ở season 19. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một nhân vật đắc lọt với một vẻ bề ngoài đã được tân trang lại khá là nhiều. Và như anh em cũng đã thấy, tất cả các cái nhân vật mà sở hữu áo choàng ở các season trước thì bây giờ đã có thể mọc thêm cánh. Và cánh này thì sẽ là loại cánh hay là cánh phù của áo choàng anh em. Và sau khi anh em nâng lên cấp 5 thì cái loại cánh này anh em đều có thể thay đổi tùy vào sở thích của anh em, mà nó sẽ không làm ảnh hưởng đến các chỉ số khác của nhân vật của mình. Ví dụ như nhân vật đắc lọt của mình ở trên màn hình, mình có thể thay đổi loại cánh này thành một cái loại cánh khác phù hợp với áo choàng mình đang sử dụng, có thể là màu hồng hoặc là màu đỏ cũng được anh em ạ. Nhưng mà theo quan điểm riêng của mình thì nên sử dụng đồng màu thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và anh em cũng có thể thấy mình đang sở hữu một đôi cánh thiên thần đồng màu xanh với set, với áo choàng và với khiên ám bi, chỉ có là gáy quyền trường level 1400 là nó sẽ là màu đỏ nha anh em. Và mình cảm thấy set này cũng khá là đẹp anh em ạ, khá là đông nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu em nó thông qua các cái chỉ số bảng C cũng như mà vật phẩm em nó đã sử dụng. Đối với đắc lọt của chúng ta, sau khi lên season 19 và hoàn thành nhiệm vụ Master 5 thì em nó sẽ được đổi tên thành For Empire, chứ không phải là đắc lọt như hồi xưa nữa anh em. Và cấp độ của em nó cũng đã được nâng cấp lên 1600. Ở đây mình đã build em nó theo hướng Max Speed, anh em để có thể thấy 450 lên 450. Và tất cả các điểm còn lại mình sẽ dồn hết vào năng lực sức mạnh để có thể có được một Attack Power có thể ổn ổn một chút. Như anh em có thể thấy, tất cả các cái nhân vật khi mà lấy season 19 đều có đám bonus. Và mình nói riêng là các cái nhân vật vật lý, chỉ riêng đắc lọt hiện tại chưa có đá bonus của cái cây vũ khí, tức là không có dòng phần trăm combat power, nên ATK power của đắc lọt rất là thấp. Anh em có thể thấy là chỉ có khoảng 11.400 đến 11.892 điểm, khá là thấp so với các nhân vật khác mình đã từng review. Đổi lại, đắc lọt sau khi sở hữu chết thần ambi win 5 và pet ur thì bây giờ phòng thủ của em nó lên đến 14.700, chưa có EE book. Và đây là phòng thủ cơ bản của em nó, cực kỳ cao anh em ạ. Một cái phòng thủ thì không thể chê vào đâu được. Và ở đây mình cũng chưa ăn full hoa quả đi anh em. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu ở bảng C mở rộng. Crit down của em nó thì chỉ có 60, challenge down cũng là 50, double sẽ là 23, triple là 15% và xuyên giảm sẽ là 20. Ở đây sẽ có 10% phản đam. Ui, một nhân vật đắc lọt đứng khủ khiên cho anh em đâm luôn anh em ạ. Và anh em sẽ bị phản đam và chết thôi bởi 10% này, quá là kinh khủng. Rồi, trên đây là cả cái chỉ số cơ bản của em đó. Vật phẩm thì ra làm sao? Vật phẩm mà em đã sử dụng ngày hôm nay, như đã nói với hồi này, anh em có để ý một dòng cực kỳ đặc biệt của cây vũ khí level 1400 của đắc lọt, đó chính là tăng đam của pet lên 161%. Khả năng đây là một trong những cái hướng build mới mà mình chưa được tìm hiểu. Có thể là build nhân vật đắc lọt theo dòng năng lượng và sử dụng quà để đánh. Khi mà sử dụng quà thì thực sự anh em sẽ rất là hoài niệm với cả cái bản season thấp, như là season 6, season 2 gì đấy mình không nhớ rõ. Thì lúc đó đắc lọt sẽ thường là đi theo NE và sử dụng quà để đi trên là chủ yếu. Thì bây giờ anh em có thể thấy cái vũ khí của chúng ta đã có được thêm dòng Increase Pet Attack Power, tăng đam của quà lên. Và chắc có lẽ là trong tương lai mình sẽ làm thử một con nhân vật đắc lọt đi theo hưởng quà xem thử nha anh em. Chắc là đi trên vui thôi anh em ạ. Rồi, set đồ thì sao? Set đồ thì giống như cả cái dòng vật lý khác. Set Lightning cộng 15 và sẽ tăng skill Attack Power lên 260 cũng như là tăng sức mạnh lên 320 điểm. Cái áo choàng cộng 15 Yondo sẽ tăng cho đắc lọt của chúng ta 2324 điểm đam và 2737 điểm phòng thủ. Về phần trăm đam hấp thụ thì sẽ là chỉ được 67% thôi nha anh em, không giống như cả nhân vật khác. Và đam tăng thêm sẽ là 70. Đối lại em nói sẽ cũng có được dòng đam correct là 16. Và hiện tại vũ khí đối cảnh win áo choàng win 5, mình lại nhầm đối cảnh nha anh em ạ. Bởi vì có cái cảnh phú nên mình hay rất là nhầm ở những cái con nhân vật sau này. Thì áo choàng sẽ được
có dòng là 7% phản đam và có loại cánh sẽ là tăng 273 đam vật lý và tăng tỷ lệ cũng như là phòng thủ lên 210 điểm của thuộc tính. Thế đây là các cái dòng và chỉ số cơ bản của nhân vật Đắc Lọt hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em. Và thường hữu các cái chỉ số như này thì liệu rằng lượng đam em đó cũng như là tổng đam gây ra được trên một giây có ok hay không? Bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi tìm hiểu ngay bây giờ. Rồi, để đến với quá trình test đam thì mình vẫn sẽ như thường lệ đến với nhân vật đến với map Daviat. Và mình sẽ sử dụng đầu tiên là skill Master 800 nha anh em. Đây, skill Master 800. Và chúng ta sẽ bật bảng C lên, Max Speed. Đánh nào. Khả năng cao sẽ hiện AG anh em ạ. Bao nhiêu đam với 1 giây đây? Hiện tại là tầm 12 triệu. Đam cao nhất là 843.000. 843.000 đam thôi anh em ạ. Mình vẫn luôn ăn để cho nó max speed để xem DPS trên dây gây ra được là bao nhiêu nha anh em. Hiện tại là 13 triệu này anh em. 12 triệu rưỡi. Mình sẽ đánh đến gần hết speed rồi. 12.500.000. Chốt lại là con số 12.500.000. Vì khi hết speed thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều anh em ạ. 12.500.000 với 843.000 đam cao nhất. Liệu rằng khi mà đổi sang skill mới thì sức mạnh này của em nó còn được thay đổi hay không? Bây giờ mình sẽ đổi sang skill của Master 5 nha anh em, vẫn là rank 8. Bây giờ lượng AG tiêu tốn sẽ là 17 và mana sẽ là 60 và sức mạnh yêu cầu vẫn là 717. Rồi, mình tiếp tục bật bảng C lên. Ô, auto này. Bao nhiêu đam đây? 857. 859.000 đam. Hồi nãy mình thấy con số 859 nha anh em. Lớn hơn 10k đam so với 843 hồi nãy. Và lượng DPS trên giấy trên là 15 triệu, 16 triệu. Cũng khá là ổn áp anh em ạ. Không quá là đến nỗi là thấp. Tuy rằng một đam của em nó có chỉ số không có cao, lượng đam gây ra một phát không cao, một hit không cao, nhưng đổi lại tổng đam trên dây của em nó khá là ổn áp so với các cái nhân vật khác giống như là DW hay là Summoner anh em. Tầm 14 đến 15 triệu được xem như là ổn áp rồi anh em. Bây giờ là hết AG nên sẽ lượng tổng đam trên một giây sẽ bị giảm đi do cần thời gian hồi lại cột tím nha anh em. Như vậy đối với một con nhân vật Đắc Lọt sở hữu skill Master 5 kết hợp giữa Windsuit và skill thả quà bóng tối này, mình cũng biết gọi skill này là skill gì nữa. Mình quên mất cái tên cháo tích thì phải, cháo tích, nhưng mình không biết là Việt Nam mình đọc là gì anh em ạ, mình quên mất. Thì sự kết hợp giữa hai skill này gây ra một lượng đám cực kỳ dày anh em, và lượng đám này mà khi đi PVP thì hết nước chậm mới Đắc Lọt luôn. Vậy đi PVP em nó có làm gì đến chuyện hay không, có thể trên ở cái map cũ ấy không giống như các nhân vật khác? Với tổng DPS trên dây là 15 triệu thì bây giờ mình cùng với anh em sẽ đưa em nó đến map cuối và chúng ta sẽ cùng kiểm tra luôn. Mình vừa đưa em đó và đến với bãi hotspot, bãi win là bãi khắc hề của Penta mình đang sử dụng. Và riêng với nhân vật Đắc Lọt thì mình sẽ sử dụng Putnit nha anh em, vì khả năng cao với tốc độ đánh cao như vậy mà không sử dụng Putnit thì đó là một thiệt thòi cho em nó. Khi mà tốc độ đánh của em nó đạt được bây giờ lên đến là 450 trên 450, tốc độ đánh cực kỳ cao và lượng đam rất là dày, thì việc sử dụng Putnit đó chính là một lợi thế của em nó khi mà đi trên. Và như anh em cũng đã thấy, khi mà có Putnit thì nhân vật Đắc Lọt của chúng ta được ở bài hotspot win này, tên cũng cực kỳ ổn áp, không thua kém một nhân vật nào khác. Nhưng đổi lại anh em phải để ý đến cái dòng cột tím của anh em tiêu hao rất là lớn khi mà tăng với dòng max speed này. Đi solo thì đó là một điều hạn chế khác của nhân vật Đắc Lọt mà anh em cần phải lưu ý. Tua kìa, anh em tua kìa, tua mà nó đứng nhân vật luôn này. Đây, anh em để ý này.
đánh mà tua mà đừng hoạt anh luôn này, tốc độ đánh nhanh quá. Em thấy không? Đó, kiểu nó đừng, nó mất animation luôn. Nó mất hoạt ảnh của hoạt động của nhân vật. Do tốc độ đánh cao quá dẫn đến lạc đấy nhá. Đây nó không còn, nó không còn lắc gầy nữa này. Thuyền trường của nó không còn lắc nữa mà nó đứng một chỗ luôn. Đó anh em thấy không? Đây là tốc độ đánh quá cao dẫn đến hoạt ảnh nó không theo kịp. Đó đủ ra là cái gầy nó phải dần như vậy này nhá. Nhưng mà đôi khi tốc độ đánh nó cao quá thì nó cái gầy nó đứng một chỗ luôn. Đây đấy, gầy đứng một chỗ đấy nhá. Không có giật lên giật xuống nữa. Kinh khủng thật sự. Với KDA là 0.47, 0.48 thì chưa phải là một trong những KDA cao của ở cái map Island này trong cả cái nhân vật chúng ta đã trải nghiệm, nhưng chấp nhận được, ở mức chấp nhận được khi mà đi PVM nha nhé. Rồi, Battle 5 của em nó có gì đặc biệt hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Mình sẽ mở bắt Battle 5 lên cho anh em cùng theo dõi. Ở Master 5 này thì đắc lọt của chúng ta chỉ có một skill Master 5, đó chính là Windshield Obstruction. Và hiện tại đã được khảm gần mắc thẻ level 5 nha anh em. Và khi mà lên cấp độ 5 thì thẻ Windshield Obstruction Master 5 của chúng ta sẽ tăng cho chúng ta 96 skill attack power đối với mỗi thẻ. Và tùy là thẻ sẽ là tăng HP, tăng năng lượng và tăng AG. Và đối với đắc lọt thì cũng giống như cả cái nhân vật đá vật lý khác, chúng ta sẽ sử dụng là element attack power đối với thẻ cấp độ 1, thẻ loại 1. Thẻ loại 2 sẽ là tăng đam của cảnh cấp 5. Thẻ loại 3 sẽ là tăng mini attack power, tức là tăng đam nhỏ nhất mà đắc lọt có thể gây ra. Thẻ loại 4 sẽ là tăng phòng thủ của cảnh cấp 5. Và thẻ loại 5 chỉ là tăng mastery attack power, tức là tăng đam đấy nhé. Tương tự như vậy, ở bên tay trái thì sẽ là tăng strength năng lượng, tăng strength sức mạnh. Thẻ loại 2 sẽ là tăng nhanh nhẹn. Thẻ loại 3 sẽ là tăng đam mỗi level. Thẻ loại 4 sẽ là tăng nút đam. Và thẻ loại 5 cũng sẽ là nút đam. Và đối với ô cuối cùng, đó chỉ là thẻ tinh nhanh. Thẻ tinh nhanh thì chúng ta sẽ bắt buộc phải lấy double đam cũng như là crit đam. Tất cả các cái thẻ phần trăm ở tinh nhanh chúng ta đều bắt buộc phải lấy cho nhé. Và ở đây mình sẽ sử dụng xuyên giáp cũng như là chip bồ đam và tăng đam kill. Ở đây thì thẻ crit đam mình không sử dụng được, không biết đây là một cái lỗi của season 19 trong quá trình mình trải nghiệm. Và mình sẽ yêu cầu mình kiểm tra là cái lỗi này không thể khảm được vào đây anh em ạ. Dù rằng đây mình sẽ mở cho anh em thấy thẻ tinh nhanh này. Dù rằng chúng ta có thẻ xeo lần đam nhưng không thể khảm vào được. Đó, khả năng đây là một cái lỗi của Master 5 và hy vọng là mình sẽ sửa sớm nhất trong thời gian tới sắp tới. Rồi chúng ta sẽ cùng quay lại và chiêm ngưỡng khả năng đi trên của em đó. 0.1 mấy so với 0.56 mấy là khá là thua thiệt, khá là lớn đấy nhé. Ôi ôi, quạt cũng để đổi tề anh em ạ. Quạt đám cút nít thì thôi rồi. Mình sẽ đổi cái AOE này thành nút đam nha nhé. Nó đam lên hơn hẳn rất là nhiều anh em ạ. Đối với đắc lọt thì ở season 19 này chúng ta đi trên vẫn phải có một vị trí đứng hợp lý thôi nha em. Anh em phải biết nhân vật mình ở đâu anh em ạ. Chứ đứng ra giữa map thì chỉ có mà đi cùi thôi. Nhưng mà mình nói thì nói về, tuy rằng nói thế, nhưng anh em để ý, quái gây ra lượng sát thương cho nhân vật đắc lọt của chúng ta chỉ dao động vào khoảng 1800 đam vật lý và khoảng tầm 300 đam của mình. Thì đây là một cái sự sức phòng thủ cực kỳ tốt đối với một nhân vật đắc lọt. So với các nhân vật khác thì lượng đam vật lý mà các nhân vật khác phải chịu dao động đến từ 3200 cho đến 4000 đam khi mà quái đánh vào chúng ta. Nhưng mà đắc lọt của chúng ta thì rất là khỏe. Rồi, trên đây là một cái video nhỏ nhỏ của mình về giới thiệu nhân vật đắc lọt ở season 19. Và hy vọng cái video này sẽ giúp cho anh em có cái định hướng để có thể lựa chọn được có nên chơi đắc lọt ở season 19 hay không. Và anh em có thể để lại bình luận cho mình về nhân vật đắc lọt ngày hôm nay, về khả năng trên, về skill Master 5, về áo choàng cấp 5 có gì đặc biệt và có gì làm anh em thích thú, hay là có gì anh em chưa được đồng thích thú ở season 19 này đối với nhân vật đắc lọt.
Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực ra nhiều video hơn cho anh em xem nữa. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.